Hello everyone, mời tất cả mọi người đến video tiếp theo của tôi nha, trên kênh Fantasy Gameplay nha. Hôm nay tôi sẽ sử dụng Cattail, tôi sẽ với lại DR Zomboss nha. Đấy. Tôi sẽ dùng Cattail thôi. Tôi sẽ bỏ hết lâu luôn. Rồi. Đấy, Cattail. Đây là robot cấp hạ. Zombie là một zombie con là số người Cattail. Đây là robot đã chịu hạ cúi xuống để bắt đầu thả quả cầu lửa này. Xưa các bạn nhìn Babylon là cũng bắt không con gì. Đấy, tôi sẽ sử dụng thêm. Tôi sẽ sử dụng thêm Cattail. Các bạn nhìn đây là nó mất cái này không? Ô tô đập nhưng không đập được đấy. Các bạn nhìn đấy. Đấy, đây là nó mất. Đấy, lại thả nó. Nó bị bom, bom, bom. Các bạn nhìn đây là đang chiến đấu và đi đâu qua. Thank you.
sinh thắng. Và đây tôi sẽ sử dụng là tôi sẽ đi tìm cây. Tôi sẽ đi tìm cây để tôi kiếm ít ta vàng nha. Nó tôi sẽ đi được từ đây. Và sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi ở đây. Nếu các bạn hay cho tôi xin một like và nhớ subscribe ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you.